Giá lúa gạo hôm nay ngày 9 tháng 8 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ với mặt hàng gạo. Giá lúa duy trì neo ở mức cao. Giao dịch lúa cầm chừng, giá lúa tăng nhẹ. Giao dịch lúa cầm chừng, giá lúa tăng nhẹ. Thị trường gạo tại các địa phương hôm nay nhìn chung nguồn về ít, giá tăng nhẹ cụ thể, tại An Cư, Sóc Trăng, nguồn về ít, ít gạo đẹp, giá tăng nhẹ. Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, kho khó mua gạo đẹp do giá cao giá gạo tăng nhẹ từ 50, 100 đồng 1 kg. Tại lấp vò, lượng về ít, kho mua chậm, giá tăng nhẹ so với chiều qua, với mặt hàng gạo, giá gạo ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR504 hè thu giữ ở mức 11.400, 11.550 đồng 1 kg, tăng 150 đồng 1 kg, gạo thành phẩm IR504 lên mức 13.500. 13.600 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 18.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng 1 kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000, 16.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 20.000, 21.000 đồng 1 kg gạo hương lại 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 18.500 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa, ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa cầm chừng, giá lúa tăng nhẹ, nhu cầu mua khá. Tại Sóc Trăng, giao dịch ổn định, chất lượng gạo đẹp, giá tăng nhẹ. Tại Cần Thơ, lúa thu đông được chào bán chậm, giá tăng nhẹ. Cụ thể, theo cập nhật từ tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua, IR 50.404 giá giao động quanh mốc 6.900, 7.000 đồng 1 kg, lúa đài thơm 8 ở mức giá 7.400, 7.600 đồng 1 kg, lúa ong 5.451 giá ở mức 7.000, 7.200 đồng 1 kg lúa ông 18 có giá 7.600, 7.800 đồng 1 kg, lúa ông 380 dao động từ 6.800, 7.000 đồng 1 kg, lúa nhật ở mốt ở mốt 7.800, 8.000 đồng 1 kg, nàng hoa chính giá 6.900, 7.000 đồng 1 kg, và lúa nàng nhen, khô ở mức 20.000 đồng 1 kg, cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp Long An, khô 7.000. 7.900 đồng 1 kg, ổn định so với ngày hôm qua. Nếp IR 4625 tươi, 7.500, 7.800 đồng 1 kg. Nếp Long An, tươi, 7.400, 7.600 đồng 1 kg. Nếp An Giang, tươi, 7.000, 7.200 đồng 1 kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện. Giá tấm ong 5451 tăng lên mức 9300, 9400 đồng 1 kg, giá cám khô lên mức 7250, 7350 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, VFA, gạo 100% tấm ở mức 435 đô la Mỹ 1 tấn gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 559 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 524 đô la Mỹ một tấn. Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay 9 tháng 8 kéo dài đà đi ngang. Trong đó, phân ure có giá không đổi, giao động khoảng 560.000, 590.000 đồng một bao. Tại khu vực miền Bắc. Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay ngày 8 tháng 8 tại khu vực miền Bắc tiếp tục trầm lặng. Cụ thể, mức giá cao nhất là 870.000, 890.000 đồng một bao được áp dụng với phân NPK 16, 16, 8 t Bên cạnh đó, phân xúc lân lâm thao có giá bán thấp nhất, rơi vào khoảng 260.000, 290.000 đồng một bao. Các thương hiệu còn lại đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Tại khu vực miền Trung, theo khảo sát, giá phân bón hôm nay ngày 8 tháng 8 tại khu vực miền Trung điều chỉnh trái chiều. Cụ thể, Phân NKP 20, 20, 15 tại sông Giang điều chỉnh giảm 10.000 đồng một bao xuống mức 920.960.000 đồng bao. Trong khi đó, phân Cali bột phú Mỹ tăng 10.000 đồng một bao, giao động từ 520.000 đồng một bao đến 570.000 đồng một bao. Phân URE phú Mỹ, Ninh Bình có giá bán lần lượt là 560.000, 600.000 đồng một bao và 550.000, 590.000 đồng một bao. Các thương hiệu còn lại đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Tại khu vực Tây Nam Bộ Cũng theo ghi nhận, thị trường phân bón điều chỉnh trái chiều tại khu vực Tây Nam Bộ. Chi tiết như sau, phân URE Cà Mau giảm từ 5.000 đồng một bao đến 15.000 đồng một bao. Hiện các đại lý đang bán ra với mức giá khoảng 535.000-545.000 đồng một bao. Mặt khác, phân URE Phú Mỹ lại có mức giá khoảng 520.000 530.000 đồng một bao sau khi tăng 10.000 đồng một bao. Các thương hiệu còn lại đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Cụ thể, phân NDK16, 16, 8 cà mau, Phú Mỹ đều có cùng mức giá khoảng 750.000, 800.000 đồng một bao. Nhỉnh hơn một chú là phân NDK16, 16, 8 đầu trâu với giá bán từ 830.000 đồng một bao đến 850.000 đồng một bao. Tương tự, phân lân lâm thao có giá bán thấp nhất, rơi vào khoảng 270.000, 290.000 đồng một bao. Các thương hiệu còn lại đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.